Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải toán lớp 1 luyện tập trên giấy ô ly. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là bài luyện tập chung. Bài số 1 tính. Chúng ta làm bên tay trái qua phải, đừng có làm ngược lại là sai. 10 ta trừ cho 5 là bằng 5. 5 ta trừ cho 4 là còn lại 1. 3 ta cộng cho 6 là bằng 9. 9 là trừ 5 là bằng 4. 7 cộng 3 là bằng 10. 10 ta trừ cho 7 là còn lại 3. 4 ta cộng cho 2 là bằng 6. 6 ta cộng 4 là bằng 10. 7 trừ 1 là bằng 6. 6 cộng 0 là bằng 6. 2 ta cộng 5 là bằng 7. 7 trừ 7 là bằng 0. Nó qua bài số 2. Điền số và viết các phép tính thay mẫu. Đây là 4, 3, 7. Như vậy ta lấy 4 ta cộng 3 là bằng 7. Rồi. Như vậy ta lấy 7 ta trừ cho 3 thì ra 4. Và bên này thì chúng ta 4 cộng 3 thì bên này chúng ta là 3 cộng 4, tại vì nó có tính chất gọi là giao hoán. Cho nên cái tổng nó không thay đổi. 3 cộng 4 vẫn bằng 7. 7 ta trừ 4 thì bằng 3. Rồi, tương tự chúng ta làm bài này. 5 ta cộng 4 là bằng 9 nha. Giờ chỗ này là số 4. 5 nè ta cộng cho 4 này là bằng 9. 9 ta lấy 9 ta trừ cho 4 là bằng 5. 9 ta trừ 4 là bằng 5. Rồi qua bài này chúng ta lấy là 5 cộng 4 đúng không? Bây giờ này là 4 ta cộng cho 5 là bằng 9. 9 ta trừ cho 5 là bằng 4. Bài này 7 ta cộng 3 là bằng 10. Như vậy chúng ta lấy là 3 ta cộng 7 là bằng 10. 10 ta trừ cho 7 là bằng 3. Rồi qua bài này là 7 cộng cho 3 là bằng 10. 10 ta trừ cho 3 là bằng 7. 1 cộng 4 là bằng 5. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ có là 1 ta cộng cho 4 là bằng 5. 5 ta trừ cho 4 là bằng 1. Rồi bên này là 4 cộng 1 là bằng 5. 5 ta trừ cho 1 là bằng 4. Bài này 4 ta cộng 4 là bằng 8. Vậy này là 4 ta cộng cho 4 là bằng 8. 8 ta trừ cho 4 là bằng 4. Chúng ta cái bài này hai con số này giống nhau thì chúng ta chỉ có là một phép cộng và một phép trừ thôi. Chúng ta qua bài số 3. Mười ta trừ cho 3 là bằng 7. 7 ta cộng 2 là bằng 9. 9 mà ta trừ cho 4 là bằng 5. 5 ta trừ cho 5 là bằng 0. 0 ta cộng cho 6 là bằng 6. 6 cộng 4 là bằng 10. Nó thay cái mũi tên này nè. Thay mũi tên này. Bài số 4. 7 ta cộng cho 0. Đi dấu lớn, dấu bé hoặc là dấu bằng. 7 cộng 0 là bằng 7. Bài này 7 bằng nhau. 4 ta trừ cho 0 là bằng 4. Bài này số 4 cũng bằng nhau. 7 ta cộng 1 là bằng 8. Bài này số 7. Số 8 lớn hơn. 4 trừ 1 là bằng 3. Bài này số 4. Số 3 bé hơn số 4. 4 ta trừ cho 2 là bằng 2. Bài này là 4. 2 bé hơn 4. 4 ta trừ 1. 4 ta trừ 3 là bằng 1. Bài này 4. 1 bé hơn 4. Bài B, 5 ta cộng 2, còn bài là 5 ta cộng 3. Như vậy là cộng 3 lớn hơn cộng 2. Đó, này là bằng 7, này là bằng 8. 7, bé hơn 8. 6 trừ 1 là bằng 5. 6 trừ 2 là bằng 4. Số 5 lớn hơn. 4 cộng 4 là bằng 8. Này là bằng 6.
8 lớn hơn. 9 trừ 7 là bằng 2. 9 trừ 6 là bằng 3. 2 bé hơn 3. 1 cộng 9 bằng 9 cộng 1. À, đây bằng 10 hết. 10. 10. 10 ta trừ 0 là bằng 10. 10 ta cộng 1, 10 ta cộng 0 là bằng 10 luôn. Hai bên bằng nhau. Đọc qua bài số 5. Viết phép tính thích hợp có 6 xe đạp thêm 4 xe đạp. Hỏi tất cả là bao nhiêu? Như vậy, hỏi tất cả thì chúng ta cộng lại, ta lấy 6 ta cộng cho 4. À, như là bằng 10. Có 10 bông hoa bớt đi 7, bớt là trừ, ta lấy 10 ta trừ cho 7 là còn lại là 3. Nó qua bài số 6. À, vui theo mẫu 4 cộng 3 bằng 7. À. Như vậy 4 ta cộng bao nhiêu chỗ này là bằng 5. Vậy là 4 ta cộng 1 bằng 5. Nào. 1 ta cộng 1 là bằng 2. 5 ta cộng cho 2 là bằng 7. 1 ta cộng với bao nhiêu chỗ này bằng 3. Vậy 1 ta cộng cho 2 là bằng 3. Rồi. Chỗ này 3 ta cộng cho bao nhiêu chỗ này bằng 8. Vậy 3 ta cộng cho 5. Nào, 3 ta cộng 5 bằng 8. Rồi từ đây chúng ta sẽ tính ngược cho cái này. 1 ta cộng cho bao nhiêu chỗ này bằng 5. 1 ta cộng cho 4 là bằng 5. Bài này à, số gì chỗ này ta cộng với 5 là bằng 9. Hệ số 4 à. Rồi số gì chỗ này ta cộng với 1 là bằng 4. Là số 3 à, 3 cộng 1 bằng 4. Số gì chỗ này ta cộng với 1 là bằng 5 à, số 4. 4 cộng 1 là bằng 5. Rồi số gì chỗ này à, số gì chỗ này ta cộng với 3 là bằng 3. Hệ số 0. 0 ta cộng với bao nhiêu chỗ này là bằng 1. 0, 0 ta cộng 1 là bằng 1. 1 ta cộng bao nhiêu chỗ này bằng 4. 1 ta cộng với 3 là bằng 4. Bài này 0 ta cộng 0 là bằng 0. À, đây là số 1. 0 ta cộng cho 1 là bằng 1. Rồi 1 ta cộng với số 0 là bằng 1. 1 ta cộng cho 1 là bằng chỗ này là số 2. 1 ta cộng với 2 chỗ này là bằng 3. 2 ta cộng với 1 là bằng 3. 1 ta cộng với 0 chỗ này là bằng 1. 3 ta cộng 3 là bằng 6. 3 ta cộng 1 là bằng 4. 6 ta cộng cho 4 là bằng 10. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.